Xin chào các bạn. Affiliate hiện nay đang là một cái xu hướng giúp cho nhiều người kiếm được cái nguồn thu nhập ổn định kinh tế của mình. Trong các cái nền tảng affiliate này thì AccessTrade, đây là một cái nền tảng tiếp thị liên kết hàng đầu của Việt Nam, phát triển dựa trên một cái mô hình tinh phí quảng cáo với cái vai trò là cái nền tảng trung gian kết nối giữa các cái nhà cung cấp đối tác. AccessTrade phát triển với cái mục tiêu xây dựng cái nền tảng affiliate marketing minh bạch, các cái giao dịch được quản lý chặt chẽ và báo cáo rõ ràng, đảm bảo cái quyền lợi, tạo được cái niềm tin cho nhà cung cấp và các cái đối tác. Thì hiện nay có rất nhiều người đang bán hàng cho cái mạng tiếp thị liên kết này và thu nhập được cái nguồn lợi rất là lớn. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký một cái tài khoản AccessTrade để kiếm tiền với affiliate marketing từ cái trang mạng này. Cái link đăng ký tôi để ở dưới cái phần mô tả của video, chúng ta chỉ việc click vào cái link đó thì chúng ta sẽ đến một cái trang để chúng ta đăng ký thôi. Để đăng ký được làm cộng tác viên cho cái trang này thì trước hết chúng ta phải có một số cái điều kiện như sau. Đây là một số cái thông tin chúng ta cần chú ý, là ba thông tin sau đây. Trước hết là chúng ta phải có một cái mail khi đăng ký tài khoản để được AccessTrade liên hệ và gửi những cái thông tin mới nhất về các cái chiến dịch cho bạn. Thứ hai là cái số điện thoại của bạn đăng ký dùng hiện tại. Và thứ ba là website nếu có, để chúng ta điền các thông tin vào đấy. Và đây là ba cái thông tin cần thiết để đăng ký cái tài khoản AccessTrade. Những cái thông tin này bạn nhất định phải có. Còn một số các cái thông tin để chúng ta điền vào form khi mà chúng ta đăng ký, là trước hết là chúng ta phải có là cái tên đăng nhập, như là mật khẩu này, họ và tên của bạn này, số điện thoại liên hệ này, website này. Tiếp theo là cái việc xác nhận đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản. Cái này thì chúng ta sẽ dựa vào cái mail để chúng ta làm cái việc này. Và để kiếm tiền được với cái mạng liên kết này thì bây giờ chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản. Bây giờ chúng ta sẽ click vào cái link tôi để dưới phần mô tả của video, thì chúng ta sẽ ra một cái trang đăng ký như thế này. Đây là cái trang để đăng ký. Bây giờ chúng ta sẽ đăng ký lần lượt tên đăng nhập. Thì ta chọn bất kỳ một cái tên đăng nhập này, ta có thể là dùng một cái mail cũng được, Gia Hưng 13686 này, mật khẩu này, rồi nhập lại mật khẩu, rồi họ và tên này, Lê Văn Lực này, mail tôi sẽ điền cái mail của tôi vào, rồi số điện thoại. Như vậy là đầy đủ thông tin rồi. Bây giờ ta sẽ bấm vào đăng ký ở đây. AccessTrade đã thông báo rằng là chúng tôi đã gửi một link kích hoạt tới mail của bạn. Vui lòng làm theo hướng dẫn để hoàn tất đăng ký. Bây giờ ta sẽ vào mail để ta kích hoạt cái tài khoản này. Đây chúng ta thấy là kích hoạt tài khoản AccessTrade đây. Chào bạn Lê Văn Lực này. Chúc mừng bạn đã đăng ký tài khoản thành công. Hãy kích hoạt trong vòng 24 giờ để sử dụng tài khoản. Thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta kích hoạt cái tài khoản này. Vui lòng đăng nhập thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta đăng nhập. Chúng ta có thể là nhập cái tên đăng nhập lúc nãy chúng ta đăng ký, hoặc là cái mail chúng ta đăng ký cũng được, và cái mật khẩu của chúng ta. Rồi. Và chúng ta bấm vào đăng nhập ở đây. Bạn đã hoàn thành 1/3 này, tạo tài khoản rồi này. Chiến lược nội dung mà bạn sẽ cung cấp cho khách hàng của mình để thúc đẩy họ mua hàng là gì? Đây, chúng ta có thể là bấm vào đây và chọn một cái. Để chúng ta bấm vào cập nhật. Đấy, cập nhật thành công rồi. Tiếp theo là bạn tiếp cận và mở rộng tập khách hàng của mình bằng phương thức nào? Rồi chắc phết đến là đây, tôi dùng đây là website. Thì tôi sẽ bấm vào đây. Cái URL của website thì tôi sẽ lấy cái URL của tôi vào đây. Tên website, mô tả về website của bạn, bạn sẽ chạy chiến dịch affiliate của mình như thế nào, giới tính tập khách hàng, ví dụ mình chọn nam này. Cái này ta có thể là ta điền sau cũng được, ta bấm vào đây để lưu. Bây giờ sau khi mà đã hoàn thành rồi thì ta sẽ bấm vào đây để vào trang chủ. Chúng ta thấy đây là trang chủ khi mà chúng ta đã
hoàn thành xong cái công việc của mình, thì để tìm kiếm cái chiến dịch và kiếm được tiền ở trên cái trang AccessTrade này, thì chúng ta sẽ bấm vào phần chiến dịch ở đây. Chúng ta thấy đây là cái gợi ý như là FPT này hay là Lazada này. Ở dưới đây có rất nhiều các cái chiến dịch. Bây giờ chúng ta muốn kiếm tiền được ở trên các chiến dịch này thì chúng ta phải đăng ký. Đây chúng ta có thể là xem thêm ở đây. Đấy, có rất nhiều các cái chiến dịch. Chúng ta có thể bán hàng. Ví dụ như đây là một cái trang, chúng ta xem đây là trang sen đỏ, chúng ta bấm vào đây để chúng ta đăng ký này. Đăng ký để bán hàng này. Đấy, chúng ta thấy có cái chữ chờ duyệt ở đây. Khi mà được duyệt thì chúng ta sẽ lấy cái sản phẩm ở cái trang này để chúng ta đi bán. À, bây giờ là chúng ta phải đang chờ để duyệt à? Ví dụ như trên đó nè. Rồi các cái trang khác. Ở đây có rất nhiều các cái trang để chúng ta đăng ký. Tất cả các cái trang ở trên đây chúng ta đều có thể đăng ký được. Đấy, ví dụ như là cái trang trên đó mà ta đăng ký ở đây thì chúng ta bấm vào để chúng ta xem. Đây chúng ta hiện tại là đang vẫn chờ duyệt. Khi mà cái trang này được duyệt rồi thì chúng ta sẽ vào cái trang chủ của sen đỏ. Chúng ta bấm vào đây. Để bán được hàng thì chúng ta bấm vào đây nha. Chúng ta vào cái chương trình này này. Đấy. Ví dụ như chúng ta đến cái trang chủ của sen đỏ. Chúng ta vào một cái trang tiện ích nào đấy. Ví dụ như thời trang nữ. Như là áo sơ mi này. Ví dụ giả sử tôi vào cái trang này. Tôi thấy ở trên này có rất nhiều các cái áo sơ mi mà muốn đăng để bán. Đấy, có rất là nhiều. Mà giá cả cũng rất là hợp lý, có từ 85.000, rồi 99.000, 135.000, 39.000, rồi 85.000. Rất nhiều các mẫu áo đẹp. Thì bây giờ tôi muốn bán cái hàng này ở trên cái trang này để kiếm thêm cái nguồn thu nhập, tức là cái hoa hồng để trả cho tôi, thì tôi sẽ copy lại cái link của cái cả cái trang này. Đây là cái áo sơ mi nữ đây. Chúng tôi copy cái phần này lại. Và ta sẽ sang cái trang này. Chúng ta bấm vào cái chỗ công cụ ở đây. Và bấm vào cái product link ở đây. Bấm vào đây. Chúng ta sẽ dán cái link này vào cái phần chỗ này. Và chúng ta sẽ bấm vào cái dấu tích ở cái chỗ đây là tạo một cái link rút gọn. Chúng ta bấm vào đây để tạo một cái link. Đấy, thì đây chính là cái link mà chúng ta sẽ copy đi để chúng ta chia sẻ cho mọi người. Thì khi mà mọi người vào cái để mua các cái hàng hóa, các cái bộ quần áo sơ mi đó qua cái link này thì chúng ta sẽ được trả hoa hồng dựa trên từng cái loại sản phẩm một. Đấy, chúng ta sẽ vào đây để chúng ta sao chép cái link này để chúng ta đi chia sẻ ở đâu, thì chúng ta có thể là chia sẻ ở trên Facebook, chia sẻ trên Zalo, chia sẻ trên các cái trang mạng xã hội khác, chia sẻ trên các cái forum, hoặc là làm các cái video để chúng ta chia sẻ lên YouTube để chúng ta bán hàng bất cứ ở cái địa điểm nào chúng ta có thể chia sẻ được, thì chúng ta chia sẻ. Khi mà có người vào cái trang của chúng ta như thế này để mua một cái sản phẩm, ví dụ như sản phẩm này, người ta đặt hàng thành công rồi, thì chúng ta sẽ được hoa hồng. Và chúng ta sẽ vào cái đây phần báo cáo để chúng ta xem đây. Có thể báo cáo tổng quan này hay là cái phần thanh toán ở đây. Doanh thu của tôi là bao nhiêu, chúng ta vào đây để chúng ta kiểm tra. Rồi thôi. Đây chúng ta có thể vào các cái thông tin tài khoản ngân hàng. Đây nhá, khi mà chúng ta làm đăng ký thành công rồi, chúng ta vào đây để chúng ta điền các cái thông tin ngân hàng của ta vào này. Loại tài khoản là cái gì chúng ta đưa vào đây. Rồi chi nhánh ngân hàng, rồi tên tài khoản, số tài khoản, chứng minh nhân dân của ta là cái gì. Chúng ta vào đây, rồi áp cái mặt, cái ảnh chứng minh nhân dân của ta lên đây để chúng ta hoàn thành những cái bước đăng ký cơ bản. Để sau này khi mà chúng ta có tiền thì chúng ta sẽ được công ty trả tiền qua cái tài khoản của chúng ta khi mà đủ cái yêu cầu. Đấy, đây là một cái trang mạng rất là tốt, tập hợp rất nhiều các cái chiến dịch, rất nhiều các cái trang khác. Thì cái phần này chúng ta cứ lên đây để chúng ta đăng ký tùy thích nhá, thích đăng ký cái phần nào thì chúng ta, à đây rồi,
Tôi cứ bấm vào đây để tôi đăng ký thôi. Bấm vào đây thì chờ một thời gian thì chúng ta sẽ được duyệt. Cái phần duyệt này cũng rất là nhanh. Sau khi duyệt rồi thì chúng ta sẽ vào cái trang chủ của AD rồi. Ví dụ như vào cái website chính thức ở đây để chúng ta lựa chọn cái sản phẩm để chúng ta đi kinh doanh. Ví dụ như là vé máy bay này. Đây, bấm vào cả cái chỗ đây rồi. Để ta là vào chúng ta xem. Đấy. Rồi, bây giờ là cái nhiệm vụ của chúng ta là ta sẽ đi copy cái đường link này để chúng ta vào cái phần công cụ đây để chúng ta tạo cái link affiliate để chúng ta đi bán hàng. Đấy, ví dụ như cứ tạo như thế này. Đấy, tạo cái link rất gọn đây, chúng ta bấm vào tạo link. Đấy, đây là một cái trang web có thể giúp các bạn kiếm thêm được các cái nguồn thu nhập rảnh rỗi từ cái việc mà bán hàng online. Chúng ta không cần phải đầu tư vốn làm cái gì cả, cũng không cần phải đầu tư hàng hóa, mà hàng hóa này là có các cái nhà cung cấp người ta đã có sẵn cho mình rồi, và người ta sẽ đưa đến tận tay người tiêu dùng cho mình, và mình chỉ có việc là giới thiệu các cái sản phẩm này lên các trang mạng và giới thiệu đến cái người người ta có nhu cầu. Khi người ta mua thì có nhà sản xuất sẽ đưa đến tận tay người tiêu dùng, chúng ta chỉ có chờ là nhận tiền hoa hồng mà thôi. Đây là cái công việc rất hay với cái chương trình affiliate của AccessTrade. Thì chúng ta đăng ký theo cái đường link dưới phần mô tả của video thì chúng ta sẽ vào được cái trang này. Đây là cái đường link dưới phần mô tả của video này. Chúng ta bấm vào đây để chúng ta vào đăng ký một cái tài khoản và chúng ta sẽ bán hàng cho cái chương trình này. Ok. Với video này, mong rằng sẽ giúp ích được cho các bạn thêm một cái công cụ kiếm tiền online vào những cái thời gian rỗi, hoặc là nếu chúng ta dành nhiều thời gian cho nó thì cái tiền, cái lợi nhuận chúng ta kiếm được sẽ càng nhiều hơn. Và chúc các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền từ cái trang web này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, hãy để lại bình luận bên dưới video của tôi và tôi sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn. Và nếu các bạn có nhu cầu nhiều hơn nữa trong cái việc mà kinh doanh online và cách bán hàng như thế nào để tạo được cái hiệu quả nhiều hơn nữa, hãy comment ở dưới. Tôi muốn biết cách bán hàng tạo hiệu quả cao thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn và sẽ làm cho các bạn trong một cái video tiếp theo nữa để các bạn có thể sẵn sàng đột phá cái thu nhập của mình và kiếm được nhiều tiền từ cái trang web này. Và một lần nữa, xin chào và chúc các bạn thành công.